Đây là LG V30 Hàn Quốc. Bản Hàn Quốc có hỗ trợ chip DAC, nghe nhạc cực kỳ hay. Tuy nhiên, một vấn đề chung đối với chúng ta khi sử dụng LG đến từ Hàn Quốc đó là có rất nhiều áp giác của nhà mạng. Và những cái áp giác này khi chúng ta muốn gỡ đi thì không thể được, mà cũng không thể tắt được. Một số app cho phép chúng ta tắt và gỡ đi, ví dụ như app này đã có thể tắt đi và nó không còn ở đây nữa. Tuy nhiên, ví dụ như cái app này chúng ta không thể tắt được, và những cái app của nhà mạng này nó sẽ chạy ngầm và gây tốn pin cho điện thoại, cũng như là chúng ta không bao giờ sử dụng đến nó. Nếu như bạn có máy tính thì gỡ những cái app này hết sức đơn giản, cần một cú click thôi. Đầu tiên các bạn sẽ vào cài đặt chung, kéo xuống giới thiệu về điện thoại, thông tin phần mềm, nhấn vào tạo số để bật chế độ cho phát triển. Ok, chúng ta quay trở lại, chọn các tùy chọn của nó phát triển, sau đó bật cho mình chế độ gỡ lỗi USB. Ok, bây giờ thì thực hiện kết nối điện thoại với máy tính thông qua một sợi dây cáp. Ok, giờ chúng ta chỉ cần chạy file trên máy tính. File này là dbloat.bat. Chờ một chút. Ok, và các bạn hãy chờ đợi một chút. Tất cả những cái ứng dụng này sẽ tự động được xóa đi, thật sự là sạch sẽ. Xong. Chưa đầy 10 giây chúng ta đã xóa hết tất cả ứng dụng của nhà mạng đến từ Hàn Quốc. Máy đã trở nên sạch sẽ và không còn những thứ chạy ngầm gây tốn pin nữa. Khoan, sau đây tôi sẽ chỉ cho bạn một số cách thiết đặt mà chúng ta nên thiết đặt để có thể tối ưu hóa chiếc LG V30 này. Nếu như bạn đang sử dụng LG V30 vào phần wifi, wifi nâng cao, tắt hết những cái này đi. Đây, các bạn chọn là 2.4 được rồi. Kéo xuống NFC, tắt hết đi nhé. Tiếp đến là in, tắt hai cái này đi. Âm thanh ta kéo xuống và tắt hết hiệu ứng âm thanh này đi. Dung khi nhấp vào cũng tắt đi. Độ mạnh dung chỉ để mức 9 thôi nhé, đừng hết cỡ. Dung khi nhấp vào tắt đi. Hiển thị tại đây thì nếu như các bạn không quá quan tâm về màn hình thì có thể kéo này xuống để tiết kiệm pin hơn. Về độ phân giải Full HD, tuy nhiên mình vẫn sẽ để mức cao cho nó nét. Tại phần chung thì chúng ta kéo xuống phần Google, sau đó tắt tìm thiết bị, nhớ là tắt tìm thiết bị đi. Phần quảng cáo, xóa mã nhận diện quảng cáo, cá nhân hóa bằng dữ liệu chia sẻ, tắt hết đi. Bấm vào dấu ba chấm, chắc chắn là cái phần này nó đã tắt đi nhé. Phần này gửi dữ liệu ngầm đi rất là tốn pin. Ứng dụng thông báo, bấm vào truy cập đặc biệt, kéo xuống phần không hạn chế truy cập dữ liệu, chúng ta tắt đi. Quản trị viên thiết bị, tắt hết đi. Và phần quyền hạn ứng dụng, chú ý cho mình cái phần cảm biến cơ thể, tắt đi. Phần này rất tốn pin. Vậy là xong. Về cơ bản thì chiếc LG V30 của chúng ta đã được gỡ hết phần mềm đến từ nhà mạng Hàn Quốc, cũng như là tối ưu hóa cho thời lượng sử dụng pin tốt hơn mà không ảnh hưởng đến hiệu suất của máy. Nếu thấy video này hay, nhớ nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo.
Cảm ơn bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong video lần sau.